Phó sư tiến sĩ xin gửi lời chào đón quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Hôm nay tiến sĩ sang nhà bạn trẻ Quang Hải, Hoàng Hải gì, Hồng Hải nhỉ? Có một cây xanh cốt dáng trực rất là già các bạn, già từ gốc lên đến tay cành, chi dăm, một trong những cây rất quý ở tại xã Tiên Phong, một trong những địa danh mà nổi tiếng về gà móng tại Di Tiên Hà Nam. Hà Nam thì đất mẹ anh hùng, mà các bạn nhớ ra đường là phải đóng thùng xô vin. Ở đây các bạn thấy là rất quý đây. Đấy, những cái điểm mà nó rất là già rồi, có lẽ là rất là nhiều năm tuổi. Và đây là phần chân bệ, thì hôm nay tiến sĩ sẽ thiết kế tạo ra cái chân bệ này để cho nó không bị xuôi tuột. Nó có cái độ hầm hố vấp, và để chơi nó có một cái gì đó chúng ta ngắm nó đẹp từ dưới lên trên. Một số những cây mà để trang trí cho một khuôn viên là rất đẹp. Các bạn có thể có những cây vàng trong két thì không ai biết, nhưng khi đến nhà có những cây trang trí cho khuôn viên nhà là rất đẹp và ai cũng có thể biết. Đây các bạn thấy là chủ nhân cũng đã được căng giàn nháy để chơi vào ban đêm. Thì các bạn nhìn từ rễ nhé, lên đến cốt cho đến tay cành, đồng đều một màu da hết. Thì bây giờ ở những cái điểm này, đây các bạn, các cái rễ này sẽ được ôm vào đá mịn màng. Ở chỗ này thì tiến sĩ sẽ thiết kế tiểu cảnh một viên đá nghệ thuật, sau đó thì có một bức tượng một ông lão ngồi đọc sách gì đó, để cho nó phụ họa cái phần thân chỗ này. Bế hết cái này ra anh Đoàn ạ, cho hết những chậu đi. Thì các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì anh em sẽ vệ sinh sạch sẽ, xong bắt đầu là sẽ moi đất để trơ các cái rễ này ra, sau đó thì sẽ đưa đá vào các bạn nhé. Ở những cây cao thì chúng ta gài đá nghệ thuật, những cây lùn thì chúng ta ký đá để nổi lên cao. Tùy vào từng cây, tùy vào từng từng bối cảnh để chúng ta chơi. Đây, nghệ nhân cắt tóc, chào nhá. Chuyên thiết kế đầu nam, có thiết kế đầu nữ không đây? Dạ có. Úi giời, dễ thì tốt quá. Đấy, chuyên tạo ra các form tóc. Ở đây thì có đá to, đá nhỏ. Và cái chỗ vị trí kia thì tiến sĩ sẽ thiết kế một viên đá to hơn. Và cái chỗ vị trí này các bạn, nó để cho nó không bị trống nhá. Hy vọng sau đây sẽ là một tác phẩm mà rất đẹp. Bắt đầu. Bắt đầu. Cái búa qua đây chưa? Đưa vào. Thế cho cái vào đây. Bây giờ có thủng đây không để cho nó giữ nhau. Giằng nhau sao không? Không có một đá nó nặng đấy. Phải đang phải ra cả đây đi. Ê, không phỏng nữa đi ạ. Nào, cho vào đi, đánh chặt ra.
Đây các bạn. Gỗ hết rồi, chỗ vừa từ một cục. Đây, gỗ thành một cục hết. Đó, đẹp quá. Anh Đoàn lấy cho em cái búa to này. Xong rồi chuẩn bị cắt cưa trống những cái này. Đây đo này đi. Ngắn hơn cái này khoảng 1 phân. Cắt vào những cái này này. Hay đo lại đi. Còn cái này nó như đấy. Chiếu chiếu. Nó không khó nhỉ. Anh Đoàn nhìn thấy vuông chưa? Cái này xuống. Đấy, tầm ý rồi. Đứng xa nhìn nhỉ. Ngắn rồi, cho ra góc này. Đây này, góc này cũng cần. Xuống rồi. Giữ xong ăn đi xem nào. Rồi, tay bên này ra xuống. Khả năng phải. Nó còn chỗ, về sau tí nữa đi. Nó đang đưa về trước nhiều quá. Đầu này cao đúng không? Đầu cao. Chúng đằng sau nó đẩy đằng sau rồi em. Đấy giống kéo thì nó đẩy. Rồi cái tay này xuống, tay này xuống, trong xuống. Đấy, giữ nguyên thế. Đấy, bảo nó nghe cái nó sang bên đường kìa. Rồi. Đưa nút cái dù đục kia ra. Nhanh lắm. Thử bỏ tay cho nó. Trong này chưa được. Nó vẹo ở đâu? Vào đó, cửa đó. Này. Nó đẩy vào trong cái gì? Nó chéo, nó đẩy vào. Chưa, nó vẫn... Chú bỏ thế nào? Đổ vào trong. Thế là trong nó chưa có cái giá đỡ đúng không? Cắt một cái ngắn lên đây. Thank you.
Nhả đi. Đấy. Ăn rồi đấy. Vào tay cứ nhẹ thôi. Ăn rồi, ăn rồi. Đây anh cho kín cái 2 cm này vào nha. 2 cm này ăn vào nha. Dưới này phải cho xì ở dưới. Khô à? Xem có khô không? Khô. Cắt hẳn cái dây kia. Treo cắt rồi. Đấy. Cái dây sẽ phá cắt rồi. Không phải treo đâu anh ơi. Treo treo chắc ăn hơn. Được dây kìa. Không, không phải treo, anh cứ bỏ ra. Treo làm cái gì mà bây giờ. Thế là được. Treo nó lại lệch mới lại thằng trống. Cho nó hơi mềm, một nắm hơi mềm ở đây để cho nó ăn mép vào nhau đi, tí nó khô bây giờ. Hơi mềm lên một tí. Rắn ấn ấn lên sụt. Nhẹ thôi, ấn nhẹ thôi. Còn đâu? Không. Tí là nắng này là nó khô ngay. Không, đừng cho vào đấy nữa. Rồi, không, được. Không cần. Lớp cái hang đi xấu. Là về đâu? Là nó ôm ăn, hãng ăn cái mép này này. Đấy anh cứ cho ăn 2 cái mép này vào. Đấy cũng ăn. Đủ khỏe hơn. Nó cũng có gì nặng lắm đâu. Con vo này ôm má sập. Không có gì để à? Cơ bản là cái mép này. Lấy pha tăng đen này nhá. Qua em xem rồi, Ninh Bình. Qua em xem là Ninh Bình, cái đường nét nó đen nó có độ sâu hơn. Sau này nó bạc, nó bằng nhau hết. Nó cho nó pha loãng toàn cho đen này. Có gấp mấy. Như đặc cho đen này. Nhờ vào đi. Xong tí là vào nhà uống nước rồi anh em mình đi ăn nhá. Ok. Vâng. Em đã có thưởng cháu đó.
mỏng này xuống. Rồi đấy. Thôi cho vừa thôi, tạm thế đi. Tí nữa bắt đầu cho một lớp nữa. Tí nữa lớp đẹp sao, còn lớp này lớp cho nó ăn ạ. Bọc nó vào thôi, bọc nó vào tí ta trộn lại được. Rút đây kia ra, được không?
qua nhé. Rồi, ra nhẹ nhẹ đấy. Đó, dỗ đi, lấy chổi dỗ đi. Ok. Đừng nhấc cái ra. Lòng mà nhấc. Kích như này bỏ đi. Đó rồi. Chỗ nào nó lồi thì mình cho lồi, chỗ nào lõm thì mình ấn lõm.
thiêu hết đấy. Thiêu chứ. Đấy, ngắm. Đây em mới thấy. Đúng thật, nhìn thiêu hết. Ngắm. Trong có sơn không anh? Có chứ. Đúng rồi, quan trọng đấy. Sơn yeah. Làm gì còn có màu xi măng ở đây. Làm lăn bia ra đây ngồi với ông đã cắt lượn là tính rằng công việc ngày mai thế nào. Nắng lắm rồi. Em tưởng nắng nghỉ. Nghỉ ai nuôi? Tôi tiêu hết ở đây nhiều ạ. Đây kìa, trong cái bệ. Quá đẹp luôn. Quý vị đang theo dõi một video thứ nhất. Mới chưa được mới được một nửa các bạn. Đây là Nguyễn Thành Nam, Mr. Thiều. Em vừa xuống đây nhưng mà xuống đây cũng phải ngồi đây phải 2 tiếng rồi. Chưa về đến nhà. À, Mr. Thiều cảm nhận thế nào? Mấy mùng em chạy lên đứng đây chỗ... có nhà đâu, mình chạy cho cô tử rồi. Đứng vào chỗ ra cắt lượm như nào. Mấy mùng thì đây đến giờ rồi, bây giờ mình về nhà mình chẳng có nhà nó đông lắm, nó lại theo. Anh Hiếu cảm nhận sao mình vẫn là... Nó theo, mẹ nó đã về đâu. Mới được có một nửa thôi, nhưng mà nhìn cái tác phẩm nó đã có hồn rồi. Bởi em mùng em chạy một mình tí, mình ra về nhà. Chỉ giá đang 100 triệu lên quay. Cái chỗ này, mai nó sẽ có hòn đá chỗ này nữa, nó mới đẹp. Bây giờ còn đang chưa dám cho cái trống này ra. Ở chỗ này phải có đá. Cây cho góc này đúng không? Bao nhiêu cục sức cái góc này. Và đến giờ phút này là nhìn nó đã lên một cái tầm cao mới rồi. Bao nhiêu cục sức cho cái góc này. Mai xong hôm nào rồi lại cho phạt ít. Hải lúc mà quay một chút qua điện thoại ấy. Anh nhìn anh bảo chỗ này chắc là đặt cái ghế để mô. Chưa. Bây giờ mới nhìn thấy quả lên lên nhìn xem thử không? Nhìn hiểu rõ đúng không anh? Hiểu không? Đó, ý đồ. Hai mặt trước, mặt sau. Nó đều thoáng. Câu viên của mẹ là quả vệ cho tượng là em thấy nó thiêu rồi. Để kết rồi. Hợp lý luôn. Đây, tối mà chưa. Cứ bảo. Ăn tiền nhất là cái chỗ bức tượng.
Tối cứ bác ghế ra ngắm. Rồi xin đã kết thúc một video thứ nhất, ngày mai hoàn thiện sẽ gửi đến anh em video thứ hai nhá. Thế nhá. Rồi chào anh em nhá. À, chào nhau cái nào. Chào khán giả. Rồi ok, hẹn ngày video kết thúc ngày mai. Ngày mai sẽ gửi đến quý vị các bạn video kết thúc một cây trực già này. Anh em đang hoàn thiện cái phần này, phần là hóa màu vào nhau các bạn nhé, đang cố gắng. Cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại video sau. Mẫu đơn bằng đây, vào đây bằng cái mát đấy, đây 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 đúng không, bên đây rồi chứ gì nữa. Đây ba cái có người... nhưng mà cái chậu đấy nó hơi béo, cứ thử gạt lên. Nhưng mà nếu mà mình có cái chậu cái chậu tròn của Quảng Linh đấy, đây cái chậu đấy lên đấy, bê cả cái chậu tròn đấy lên đúng không. Xem bác demo cho được vào đấy thì được, cho vài cục đá vào nhìn nó đẹp ấy. Có thời gian nó không nước, ba cái đầu tư có thời gian nó cũng rồi một chút tâm huyết vào cái là tác phẩm đẹp ngay. Cái chỗ này tự dưng nó lên được cái điểm nu đẹp quá nhỉ. Đấy này, cái điểm này làm cái điểm nhấn luôn đẹp quá. Cái này tầm cái này sao mình tạo được, tầm lúc đi ngủ ấy. Vâng. Ở đây có bình xịt không? Có em có bình xịt. Ờ, đúng rồi. Dưới nó đỡ khô đúng không anh? Ờ, nó phải bị khô. Ừ. Phải chăm chút. 2 tiếng là xịt được, 2 3 tiếng, 3 tiếng. Ok, không biết rồi. Cứ tầm đi ngủ là xịt được. Ui. Tí nữa ra kìa. Này kìa bên nhau. Tại vì nó to lên nó quay gần mình không rõ hết được. Nhưng mà Hải điện thoại lên nhìn nó dã man. Các cái ăn là cái biển hồ cái này. Vâng. Các cái điểm nhấn của các cái viên đá. Cái mẹ của mình nó bị xuôi. Đúng như lời nghệ nhân nói. Thổi hồn vào cái nhìn tác phẩm đẹp ngay. Tí đá con mẫu đơn của Nam có phải hơi sớm. Thì con nói là có cái gì đâu. Trêu à, tức là trêu à? Trêu. Mình chứng tỏ là người rất là kiểu tùy người ai ý gì. Ý về